Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Lòng đỏ trứng gà ngâm mật ong, thần dược cung cấp collagen đẩy lùi lão hóa. Lòng đỏ trứng gà ngâm mật ong là món ăn giàu protein, chất chống oxy hóa có tác dụng nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp và chống lão hóa cực kỳ hiệu nghiệm. Trứng gà vốn là nguồn cung cấp dưỡng chất thiết yếu dồi dào cho cơ thể. Thế nhưng khi ngâm với mật ong theo công thức dưới đây, loại thực phẩm quen thuộc này còn mang đến vô vàn tác dụng tuyệt vời khác trong việc cải thiện nhan sắc phái đẹp. Lòng đỏ trứng ngâm với mật ong có tác dụng gì? Lòng đỏ trứng gà ngâm mật ong chứa rất nhiều protein, có khả năng đốt cháy mỡ thừa, tăng cơ, duy trì sự săn chắc của da mặt. Điều này còn giúp ngăn ngừa tối đa tình trạng chảy xệ, nọng cằm. Nguồn collagen dồi dào trong lòng đỏ tăng cường sản sinh tế bào mới, đồng thời duy trì sự ổn định của nội tiết tố estrogen. Từ đó giúp làn da luôn mịn màng, trắng hồng và ngăn ngừa lão hóa hiệu nghiệm. Bên cạnh đó, cả trứng và mật ong đều giàu vitamin nhóm B, có khả năng kháng khuẩn, chống viêm, giúp ngăn ngừa điều trị các loại mụn hữu hiệu. Ngoài ra, hai nguyên liệu này còn có tác dụng hạn chế sự hình thành của hắc tố melanin, giúp ngăn ngừa các vấn đề như nám, tàn nhang, đốm nâu xuất hiện. Ngoài những tác dụng tuyệt vời mang đến cho da, lòng đỏ trứng ngâm mật ong còn là thần dược giúp tăng kích thước vòng 1 của phụ nữ.